Xin chào tất cả anh em một lần nữa đã quay trở lại kênh của Tuấn Mô Tô nha. Hôm nay chủ nhật nha, Tuấn Mô Tô xin giới thiệu cho anh em mấy dòng mô tô phân khối giá cực rẻ cho anh em nào đi Tết nha. Những con xe bên em là như Honda Master 2, Master 3, CBF 125. Đó. Bên em còn rất là nhiều xe nha, Rebel 125, 150, 170 đều có hết nha. Anh em nào mua thì ghé lại địa chỉ cửa hàng là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân nha, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, để anh em xem xe trực tiếp và chốt giá nha, hoặc anh em liên lạc cho em tới số điện thoại là 0369 669 659 nha, để biết thêm thông tin chi tiết. Hoặc anh em nào muốn biết thêm chi tiết thì anh em cứ để lại bình luận ở phía dưới, em sẽ trực tiếp tư vấn cho anh em ha. Anh em nào muốn biết thêm chi tiết thì anh em cứ để lại bình luận ở dưới. Còn anh em nào chưa đăng ký kênh thì anh em bấm đăng ký kênh nha, để theo dõi video sau. Còn anh em nào đăng ký kênh thì anh em bấm like hoặc anh em chia sẻ lên Facebook ha, để nhiều người cùng xem. Honda Master 3 hiện tại bên em bán với giá là 29.500.000 nha. Còn Honda Master 2 thì với cái giá là 27.500.000, trên lệch nhau 2 triệu giữa Honda Master 2 và Master 3. Toàn là xe đẹp không? Anh em nào mua thì liên lạc cho em ha. Mấy con này thì anh em mua về anh em chỉ việc sử dụng thôi, anh em không cần làm thêm cái gì. Dòng xe này thì rất thích hợp với anh em nào lớn tuổi, anh em nào đi phượt xa. Mấy dòng xe này độ bền rất là bền nha. Anh em nào cần thì cứ liên lạc cho em tới số điện thoại là 0369 669 659, hoặc anh em ghé thẳng lại địa chỉ cửa hàng là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân nha, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, để xem xe và chốt giá nha. Con này là Honda CBS 125. Dòng xe này full xăng FE nha. Giá của nó là 33.500. Xe này đời 2018 luôn. Này là Honda Master 2 và Master 3. Con này là Master 3, giá của nó là 29.500.000. Con này nguyên ring. Rồi, con này là Master 2 màu đen. Con này giá là của nó là 27.500.000. Trời ơi, một năm trời đủ đi đứng quay cả. Tắt đi, tắt đi, nói chuyện thấy tôi rõ ràng thấy tới một ngào thôi. Mua xe gì? Thì tắt đi.